Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung CEO Tập đoàn Chùa Quốc Doanh và Tin Đồn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong giới Phật giáo, Chùa Quốc Doanh có câu Bắc quyết Nam Phong Trung Đồng Ngộ. Câu này ám chỉ ba sư quốc doanh quyền lực và giàu có nhất trong giới tu đạo xã nghĩa Bắc Quyết, tức là Thích Thanh Quyết, trụ trì CEO nhiều doanh nghiệp, tập đoàn, chùa và cầm đầu Phật giáo quốc danh ở nhiều tỉnh thành phía Bắc. Dĩ nhiên, tiền và thế lực thì nhiều không đong đếm hết được. Quyết nổi tiếng vì bưng bô, nịnh hót đến mức trơ chẽn mà không bút mực nào tả hết. Thêm cái tật là phát biểu tào lao, ngớ ngẩn trên quốc hội và cả trên báo chí, truyền thông lề đảng nữa. Thích Thanh Quyết chính là người đề xuất. Nhà nước không nên quản lý tiền công đức. Câu Nam Phong ám chỉ Thích Thanh Phong, tên thật là Phạm Đức Phong. Phong là CEO trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm nổi tiếng và lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên, quyền lực và tiền bạc của Phong không thua gì Thích Thanh Quyết. Trước đây, CEO Thích Thanh Phong còn đề xuất ý tưởng kinh doanh cho hệ thống chùa quốc danh xây dựng trung cư năm sao trong chùa để cất chữ cho cốt của người đã mất dĩ nhiên trung cư năm sao thì giá cất chữ cho cốt của người chết cũng cao chất ngất thật là một vị trụ trì một vị chân tu tài ba biết kiếm ăn và làm tiền ngay cả trên cho cốt người đã chết kẻ thứ ba được nhắc đến trong bài truyền ngôn là trung đồng ngộ tức là thích đồng ngộ trụ trì co chùa thiên hưng an nhơn bình định ngôi chùa này được mệnh danh là chùa trần bắc hà vì mọi thứ của trần bắc hà là đầu tư đổ tiền vào dĩ nhiên chùa trần bắc hà cũng là chùa của phe nhóm ba dũng theo đồn đại của giang hồ thích đồng ngộ thủa thanh thiếu niên còn hỗn danh là tám tỏi nổi tiếng khắp vùng vì trộm cắp vặt không hiểu sao thoát nhiên đại ngộ đắc đạo một bước tiến đến chức đại đức được băng nhóm Ba Dũng Bắc Hà đặt ngồi trên ghế trụ trì CEO Chùa Thiên Hưng. Trong số các chùa quốc doanh, có lẽ hiếm có ngôi chùa nào mà quan chức, tướng tá về nhiều như là chùa Thiên Hưng ở Bình Định. Khi Ba Dũng, Quang Tích Danh, Trần Bắc Hà còn ở đỉnh cao của quyền lực, thì quan chức về đây cứ gọi là kín mít. Tuy mồm ra giả là không mê tín, nhưng đa số các quan chức chóp bu đều phải có chùa sân sau để làm kinh tài kiêm nhiệm vụ rửa tiền chùa quốc danh sân sau còn là nơi các đồng chí đã tụ họp một cách bí mật để bàn nhau cách triệt hạ phe đối thủ bàn cách bán buôn phân chia các dự án béo bở dĩ nhiên cũng là nơi gặp gỡ ngã giá để mua bán các ghế lãnh đạo theo giới thạo tin đồn đại thích đồng ngộ am hiểu phong thủy trấn yểm, bùa chú, thuật xem tướng. Đó là lý do mà nhóm Ba Dũng, Bắc Hà và Quang Tích Xanh đặt ngồi lên ghế Đại Đức, xe trụ trì chùa Thiên Hưng. Kể từ khi Ba Dũng bị bác trọng hạ bệ, Quang Tích Xanh bị đánh bả, Bắc Hà chết bất minh trong tù, chùa Thiên Hưng và Thích Đồng Ngộ cũng mất tích trên báo chí. Những người am hiểu thông tin cung đình cho rằng, Thích Đồng Ngộ Quy thuận bác trọng người nhà cùng với băng nhóm đốt đó chính là phản lại băng 3X. Đó là lý do mà băng 3X bị đánh tanh bành, kẻ chết thành con ma tù, kẻ trở thành tư lệnh hành tù. Cũng có thông tin cho rằng, chính nhờ thích đồng ngộ chấn yểm, bác trọng mới tự tin đặt điều lệ. Và ba nhiệm kỳ liên tiếp mà không có đồng chí nào dám hé răng. Chuyện về thích đồng ngộ chấn yểm dùng thuật phong thủy để phản chủ là ba dũng bắc hà và phò tá băng đốt lò chỉ là tin đồn lời truyền ngôn trên giang hồ thật giả chưa biết sao nhưng hãy nhìn các quan chức tạc bia trồng cây tặng chuông và nườm nượp về chùa thiên hưng để mà suy nghĩ thì tin đồn chưa chắc đã sai kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung ceo tập đoàn chùa quốc danh và tin đồn đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau